Một tuần, quãng thời gian tưởng ngắn nhưng lại dài tựa thiên thu thế kỷ với những khán giả trông chờ trận chung kết của Chung kết Thế giới 2023. Triệu đôi mắt, triệu con tim hướng về Gojob Skydome, nơi diễn ra trận tư hùng giữa đại diện LCK T1 và đại diện LPL Weibo Gaming. Trận chung kết trong mơ giữa hai đội tuyển hút view bậc nhất mùa giải với những cá nhân huyền thoại khiến người người nha nha nín thở chờ đợi đáp án của câu hỏi ai mới là God độc tôn duy nhất của thế giới liên minh huyền thoại. Lễ khai mạc hoành tráng của Riot Games đã thổi bùng bầu không khí của trận chung kết đỉnh cao, khiến khán giả toàn thế giới trông chờ vào cuộc chạm trán giữa hai cái tên mạnh nhất T1 và Weibo. Tuy nhiên, có lẽ vì muốn về ăn cơm sớm, tập thể T1 đã đuổi khách cực gắt khi kết thúc cặp trận BO5 với tỷ số 3-0 đầy chóng vánh, qua đó trở thành nhà vua mới của Liên minh huyền thoại ngay trên sân nhà Hàn Quốc. Một chiến thắng quá đỗi bùng nổ và oanh liệt của Faker và những người đồng đội đã làm cả Đại Hàn vỡ òa trong hạnh phúc tột độ, vì những đau thương mất mát từ trong quá khứ trở thành nét chấm phá, điểm duyệt cho bức tranh chiến thắng thêm phần đẹp đẽ. 7 năm rồi, đã 7 năm kể từ lần cuối cùng T1 nâng cao danh hiệu vô địch thế giới, người hâm mộ của đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử mới có thể một lần nữa đắm chìm trong thứ cảm xúc ngọt ngào của kẻ ở lại cuối cùng. Từng bị ngờ vực, từng bị chỉ trích, từng bị chế giễu, T1 tuyên bố khổ trước sướng sau, thế mới giàu. Họ đạp lên trên tất cả những lời tiêu cực để ngạo nghễ vượt qua từng kẻ ngáng đường cộng cán nhất để đặt chân đến trận chiến quan trọng nhất của mùa giải. Và trái ngọt đã đến với 5 thành viên Just, Honor, Faker, Gumayushi và Keria sau biết bao thất bại đáng cay. Và hỡi những người anh em đã chọn đúng nền văn minh, chúng ta hãy tạm dừng gáy một vài phút để cùng Cà phê Liên minh nhìn lại hành trình đi đến đỉnh vinh quang của T1 tại Chung kết Thế giới 2023 nhé. Trước khi bắt đầu, sẽ thật tuyệt nếu các anh em có thể để lại cho Cà phê Liên minh những lượt like, đăng ký kênh và để lại bình luận của mình ở bên dưới. Còn bây giờ, không chần chừ thêm nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản. 10 chữ trên đích thị sinh ra để miêu tả về tập thể T1 ở vạch xuất phát trước thềm Chung kết Thế giới 2023. Chuỗi thua bết bát vòng bảng LCK mùa hè, những trận đấu căng não nghẹt thở với gã hàng xóm KT, rồi thua thảm bại 0-3 trước Gen Z Esports. Rõ ràng, lực lượng T1 đem đến kỳ Chung kết Thế giới 2023 không thể đem so sánh với một Jin Dong như hùng như hổ, ôm trọn cả 3 danh hiệu mùa này, hay một Gen Z toàn năng ở mọi vị trí. Thậm chí, khi đặt T1 lên bàn cân với những hạt giống khác của LPL như Leaning Esports hay Bilibili, nhiều người không tin T1 có thể trên cơ hai cái tên này. Cùng với Team Liquid mở màn vòng Thụy Sĩ của Chung kết Thế giới 2023, T1 vẫn được kỳ vọng sẽ dễ dàng vượt qua biệt đội chất lỏng của ngài Pyosik. Thế nhưng, hạt giống số 2 LCK bị lấn lướt hầu hết ván đấu, trở thành vai phụ mờ nhạt trong màn thể hiện Lee Sin tuyệt đỉnh của ngài. Ngài ganh, ngài tạo đột biến, ngài solo kill Faker, ngài múa thầy tu mù, ngài bắt lẻ thành viên T1 để ăn Baron, ngài làm hết. T1 bất lực trước con Lee Sin quá kinh dị của nhà đương kim vô địch. Ký ức kinh hoàng ở trận chung kết Thế giới 2022 hiện về, và người gieo sầu T1 vẫn cứ là Pyosik. Rất may, bên cạnh ngài Mark lúc này không còn là những Kingen, ZK, Def và Barrel nữa, mà chỉ còn là 4 Kimmick. Do đó, T1 với chất lượng con người vượt trội hơn đã lách qua khe cửa hẹp và nhọc nhằn giành chiến thắng ở trận mở màn. Tuy nhiên, sự ngờ vực dành cho các thành viên của đội tuyển này ngày càng lên cao. Dưới bàn tay của anh Liêm trọng tài, T1 tái đấu với Gen Z ở ngay trận BO1 tiếp theo. Lên cho anh em con nhạc, ông thương kinh điển, Chung kết LCK mùa thu chính thức diễn ra và lại là hai cái tên quen thuộc ấy. So với một Gen Z ở thế dễ như trẻ tre, T1 rệu rã sau trận đấu đầu tiên khó có thể tạo nên điều bất ngờ. Quả nhiên, kết quả vẫn y hệt như ba trận chung kết LCK gần nhất. T1 thảm bại trước Gen Z. Một trận đấu khiến mọi khuyết điểm của tập thể T1 bị phơi bày tất thảy. Trừ Faker, thành viên nào cũng xuống phong độ trầm trọng. Khán giả cũng không thấy bất kỳ sự gắn kết nào từ một đội hình đã gắn bó cùng nhau gần 2 năm trời. Sự hoài nghi, ngờ vực chuyển hóa thành sự chỉ trích dữ dội. Thậm chí một số người đã nghĩ tới viễn cảnh T1 sẽ thua liên tiếp những trận đấu sau đó nếu cứ triển khai một lối chơi vô hồn như hiện tại. Nhiều người khẳng định đây sẽ là lần đầu tiên T1 bị loại trước cả khi họ đặt chân đến playoffs. Một điều không thể chấp nhận được với đội tuyển được coi là vua ở Chung kết Thế giới với 3 lần vô địch, 2 lần Á quân và tất cả những lần tham gia đều lọt tới vòng bán kết. Sau khi chứng kiến màn thể hiện của T1 ở hai trận đấu đầu tiên tại Chung kết Thế giới, ngay cả những người hâm mộ lạc quan nhất của đội tuyển đều không dám đặt niềm tin vào tương lai của đội tuyển này. Cái kết buồn cho đội hình quá nhiều giang dở hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nhưng trên đời luôn tồn tại chữ nhưng đúng không nào? Bản lĩnh của một đội tuyển lớn không cho phép T1 gục ngã ngay khi giải đấu chỉ vừa mới khởi tranh. Những bước sẩy chân ở giai đoạn đầu chỉ khiến T1 trở lại mạnh mẽ hơn. Thất bại cũng chỉ làm đội tuyển hạt giống số 2 đánh thức con quái vật ngủ yên trong họ. Tử thần T1 tái thế, cầm theo chiếc lưỡi hái chết chóc gõ cửa từng căn phòng, và nạn nhân xấu số đầu tiên chính là Cloud9. Đứng trước cơn thịnh nộ của tử thần, Mây 9 quá đỗi nhỏ bé và vô sức kháng cự. Những người con Bắc Mỹ biến mình thành kẻ làm nền tuyệt hảo cho trận đấu nhanh nhất ở chung kết thế giới 2023, mà kẻ thắng lại là T1. Hai trụ là tất cả những gì hạt giống số 2 của LCS có thể lấy được từ T1. Còn lại đơn giản chỉ là màn thảm sát được khuyến cáo nên che mắt lại cho anh em nào dưới 18 tuổi. 22 phút 25 giây, mọi thứ kết thúc cho Berserker và những người đồng đội. T1 có hiệu số 2-1 và họ tiếp tục tìm đến con mồi tiếp theo mang tên Bilibili Gaming. Những tưởng BLG, hạt giống số 2 của LPL, kẻ đã từng đánh bại T1 ở MSI 2023 với tỷ số 3-1, có thể làm khó T1, biến đội tuyển này thành con mồi thay vì kẻ đi săn. Nhưng tưởng gà hóa ra là thóc. Bilibili dễ dàng phơi áo 0-2 trước T1. Chiến thắng này mang dấu ấn từ sự tỏa sáng của cả 5 cá nhân. Cả tập thể đã làm rất tốt. Owner đã làm lu mờ hoàn toàn người đi rừng đội tuyển quốc gia Trung Quốc Xuyên với quân bài Giang Văn quá đội áp lực. Thần sấm Zeus thể hiện sự toàn diện và thi đấu sòng phẳng với Bin. Faker vẫn làm tốt với vai trò điều khiển 4 lính cát. Còn không một mỹ từ nào có thể diễn tả phần thể hiện của bộ đôi đường dưới Gumayusi và Kyria. Hơn bao giờ hết, fan hâm mộ T1 lại một lần nữa có thêm niềm tin vào đội tuyển của mình sau một khởi đầu chật vật. Bởi T1 đã đánh bại một đội tuyển đáng gờm và tiến vào tứ kết một cách hết sức thuyết phục. Làm gì có chuyện T1 có thể bị loại trước playoffs cơ chứ? Hoang đường, thật hoang đường. Trận thắng giòn giã trước Bilibili không chỉ mở đường cho T1 tiến vào tứ kết của kỳ chung kết thế giới thứ 13, mà hơn hết, nó báo hiệu cho màn thanh trừng LPL chưa từng thấy trong lịch sử thành lập giải đấu, biến sân khấu chung kết thế giới trên đất Hàn Quốc thành cơn ác mộng với những người Trung Quốc. Màn làm phép của Weibo chúa Bero tưởng chừng sẽ khiến T1 rơi vào nhánh đấu cực kỳ tuyệt vọng, mà còn làm cho hành trình đến với ngai vương của Quỷ Vương và đàn em trở nên ấn tượng, bùng nổ đạt đỉnh cao. Sau Bilibili, T1 chạm trán Kỳ Lân Tô Châu Leaning Esports ở tứ kết. Trước khi chính thức tham chiến, T1 nhận hung tin khi chẳng còn người anh em đồng hương nào còn trụ lại ở tại kỳ chung kết thế giới ngay trên sân nhà này. Genji thất bại ê chề, KT không thể thắng được ý trời. Mọi hy vọng của khu vực LCK đều đặt lên vai một hạt giống số 2 vốn không mấy ai kỳ vọng ban đầu. Chuyện gì cũng phải đến tay T1, cái danh lá cờ đầu LCK từ cổ chí kim vẫn cứ là cái tên đó. T1 gặp Leaning ở tứ kết cuối cùng. Cuộc đại chiến giữa Á quân LCK và Á quân LPL khiến nhiều khán giả mong đợi một cặp BO5 cân tài cân sức với những màn đối đầu nảy lửa, đặc biệt ở khu vực đường giữa, nơi hai thế hệ mid lane của T1, Faker và Scout trấn giữ. Dẫu vậy, kết cục của Leaning cũng thảm chẳng kém Bilibili là bao. Bầy Kỳ Lân bị ngợp trước sức mạnh như vũ bão của tập thể T1. Tinh thần đang lên, phong độ đạt đỉnh ở cả 5 thành viên T1 khiến chẳng một vị trí nào bên phía Leaning có thể đối chọi được với những người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Thần rừng tắc răng hóa tù trưởng trong một ngày Owner tiếp tục tỏa sáng rực rỡ. Cặp đôi Gala Hang không thể dẫn trước Gumayusi Kyria dù là một ván đấu. Scout mờ nhạt khi đứng trước đàn anh Faker, còn Zika quá non nớt nếu đem so với một thần sấm đã từng chinh chiến qua bao trận mạc. 3-0 đơn giản gọn ghẽ, T1 dõng dạc tuyên bố: "Thằng tiếp theo." Màn thị uy sức mạnh của nhà vua T1 đã vô tình làm Jin Dong, đối thủ đã đợi họ sẵn tại vòng bán kết, phần nào cảm thấy run sợ. Việc Jin Dong lựa chọn bên phía đội đỏ, trong khi trước đó, đội xanh luôn là đội có lợi thế trong bàn pick, đủ để thấy binh đoàn Jin Dong đã e dè T1 tới nhường nào. Phải rồi, chiến thắng 3-0 trước Leaning Esports của T1 như nhắc nhẹ Jin Dong về trận bán kết một năm về trước. Mà I3, I1 thì chúng ta cũng đều rõ rồi. Kể cả khi Jin Dong Gaming 2023 có Ruler, Knight, Kanavi, xạ thủ, đường giữa, người đi rừng được đánh giá số 1 trên thế giới, nhiều đó vẫn là không đủ để họ đi đến điểm cuối cùng của con đường Grand Slam Hoàng Kim. Nào là ứng cử viên vô địch, nào là đội hình mạnh nhất từng sản sinh, nào là Super Team số 1. Trong mắt T1, họ vẫn chỉ là một đội tuyển LPL, khu vực chưa bao giờ T1 để thua ở một cặp BO5 tại chung kết thế giới. Mọi con đường đều dẫn tới Faker và đường đến chiếc cúp vô địch thế giới thứ 2 của Forgot Ruler cũng hướng về quỷ vương bất tử Faker. Kịch bản 2017 có thể rất đẹp với quý ngài thước kẻ, nhưng rất tiếc nó không thể xảy ra ở năm 2023. Thảm bại, toàn diệt, ao trình,
đơn giản là những gì T1 phô diễn trước đại diện số 1 của LPL. Dẫu vậy, người hâm mộ T1 nói riêng và Faker nói chung đều rất biết ơn Ruler và Jin Dong, bởi họ đã cống hiến một highlight để đời cho hoàng đế Shurima Azir trong tay Quỷ Vương Bất Tử. 6 năm trước, Ruler tốc biến quăng sợi xích tội lỗi vào Faker, chấm dứt triều đại SKT huy hoàng. Thì 6 năm sau, Faker trả lại tất thảy bằng một pha flash phân chia thiên hạ đẩy văng Ruler cùng Jin Dong về với đất mẹ. Jin Dong cũng đã cố gắng hết sức rồi và họ xứng đáng với một chiếc cúp vô địch khác. Chiếc cúp dành về ván thắng danh dự cho LPL trước T1 tại Chung kết Thế giới 2023. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu. Tỷ lệ đối đầu của T1 với LPL ở Chung kết Thế giới này trước thềm chung kết chính là 8 thắng, 1 thua. Xứng danh là LPL Slayer. Khi Gen Z Esports, đối thủ dành 363 ngày để nghiên cứu cách đánh bại T1 ở LCK cũng đã phải về Gaming House. Chẳng còn gì cản bước T1 nữa. Bilibili down, Leaning down, Jin Dong down. Và chỉ còn cái tên Weibo Gaming chờ họ ở phía cuối đại lộ danh vọng. Seed 1-2-3 của LPL đã về nước. Hà cớ gì, T1 phải run sợ trước một Weibo bất ổn trồi sụt. Weibo không giống Dragon X, họ có thể có nội tại Seed 4 và thổi nến sinh nhật. Nhưng Rồng Xanh lại không phải là một đội đến từ Trung Quốc. Quá nhanh, quá nguy hiểm, trận chung kết T1 Weibo kết thúc chóng vánh với chỉ 3 ván nhẹ nhàng. Và suýt chút nữa thì T1 cũng phá luôn kỷ lục trận chung kết có thời gian ngắn nhất lịch sử. Weibo Gaming đã cố gắng hết sức, nhưng họ cũng không thể lấy được cúp thắng một ván cho LPL trước nhà vô địch của Jin Dong. Còn T1, họ cuối cùng cũng trở lại với vị thế của tổ chức thành công nhất tựa game Liên minh huyền thoại. Faker nâng độ cao cho cái sườn dốc mãi chưa thấy của mình. Còn Zeus, Honor, Gomayushi và Keria đã thực sự trở nên vĩ đại với chiếc cúp chung kết thế giới đầy cảm xúc này. Còn riêng với các fans của T1, họ cuối cùng cũng có thể tận hưởng dư vị của chiến thắng, điều mà họ khắc khoải chờ mong suốt 7 năm dài đằng đẵng. Sau trận thua đau đớn 2-3 trước Dragon X tại Chung kết Thế giới 2022, màn trở lại ngoạn mục của tập thể T1 năm nay đã không có main anime nào cản bước. Họ mới là nhân vật chính tạo nên câu chuyện vĩ đại cho riêng họ. Họ mới là nhà vua của Liên minh huyền thoại tại thời điểm hiện tại. 4 ngôi sao sẽ được điểm trên áo của T1 từ mùa giải năm sau. T1 và những người hâm mộ của họ có thể vỗ ngực tự hào và nói rằng họ đang ở trên đỉnh của thế giới. Đừng bao giờ nhắc lại cú ôm đầu của Faker năm 2017 hay sự gục ngã của Keria năm 2022 nữa. Bởi giờ đây là thời khắc mà những nụ cười chiến thắng được vinh danh. Và bởi Zeus, Honor, Gumayushi cùng Keria cũng nối tiếp người anh cả vĩ đại của họ bước chân vào ngôi đền huyền thoại. Một lần nữa, chúc mừng T1 và anh em fans T1. Hãy cứ tận hưởng đi và ngừng so sánh vì T1 đã thực sự vô địch. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.